bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long phản ứng ra sao khi vợ cũ của con trai tái hôn. Phản ứng của bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long khi vợ cũ của con trai đi lấy chồng đang được khán giả rất quan tâm. Thông tin vợ cố ca sĩ Vân Quang Long là Linh Lan tái hôn cùng ca sĩ Đinh Kiến Phong đã gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày qua. Mạng xã hội chia làm hai hướng, một là chúc phúc và một là nghi ngờ cho tính chất của cuộc hôn nhân này. Ngoài ra, động thái từ gia đình của Vân Quang Long cũng thu hút sự chú ý không kém. Theo các nguồn tin thân cận từ gia đình của nam ca sĩ cho biết bố mẹ Vân Quang Long không biết gì về thông tin tái hôn của Linh Lan. Khi được người thân cho hay thì cả hai cũng tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm và không hỏi han thêm về vấn đề này. Phản ứng của bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long không khiến khán giả bất ngờ. Bởi từ trước gia đình không công nhận Linh Lan là con dâu và cũng không công nhận bé Hay Len, con gái Linh Lan là cháu gái. Mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long khẳng định không đứng ra hỏi cứ lần hai cho con trai, nên không có chuyện Linh Lan trở thành con dâu hợp pháp của gia đình. Bố mẹ Vân Quang Long nhấn mạnh, Linh Lang chưa là gì với gia đình bên đây cả. Nó đâu bao giờ ở đây một ngày trời. Bác đâu có chơi mà lại, bác cũng đâu chấp nhận. Nhân việc thằng Long nó mất nên mọi việc mới xé ra, chứ nguyên xóm này đâu ai biết thằng Hiển, Lê Quang Hiển, tên thật Vân Quang Long có thêm vợ. Từ đầu, tôi nói rõ với thằng Long, ba mẹ không chấp nhận chuyện đó, nếu con muốn lấy thì chỉ là ngoài lề. Ba mẹ chỉ hoàn toàn chấp nhận một vợ một chồng. Bố ruột của cố nghệ sĩ khẳng định, theo thực tế, Linh Lan đối với hai bác không có liên quan con cái, con dâu gì cả, chỉ có cái danh. Bố mẹ Vân Quang Long cho rằng mình chỉ có hai cháu nội, một trai, một gái là con của Vân Quang Long và người vợ đồ ái vân. Trước đó, trong lần phỏng vấn gia đình về việc có khả năng đưa thi hài con trai về nước để mai táng hay không, mẹ của Vân Quang Long cũng chỉ nhắc đến việc ủy thác cho con dâu cũng là con gái nuôi ái vân lo liệu, không đề cập tới người vợ Linh Lan. Về cuộc sống của bố mẹ của ca sĩ Vân Quang Long, gần đây ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã về thăm nhà và tranh thủ thời gian đến thăm họ cũng như viếng mộ của đồng nghiệp. Nữ ca sĩ cho biết bố mẹ của Vân Quang Long vẫn chưa nguôi ngoai trước nỗi đau mất con. Hiện bố mẹ của Vân Quang Long là nhà giáo đã về hưu và vui tuổi già bên con cháu. Thỉnh thoảng, cả hai cùng đến thăm mộ của con trai cách nhà khoảng 5 km. Nơi yên nghỉ của giọng ca bởi tin lời thề khang trang, sạch sẽ do thường xuyên được người nhà lau dọn, chăm sóc. Bố của nam ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ, nay là ngày đoàn tụ, có ba mẹ và bạn bè thân thiết của con đến thăm ngày xưa con mang tiếng hát đi vào lòng người nhiều bạn bè và khán giả luôn thương nhớ con